Sự tích con kiến dương. Dương ơi, Dương đi học thôi. Hôm nay tớ thấy hơi mệt, chắc không đi học được mất. Ừ, thế cậu nghỉ đi, tớ đi đây. Đúng là hâm, suốt ngày học với chả hành. Dương à, sao giờ này con chưa đi học nữa? Dạ, hôm nay thầy giáo ốm nên chúng con được nghỉ học mẹ ạ. À, vậy à, vậy các con nhớ qua thăm thầy nghe chưa? À, mà con nghỉ học thì ra đồng cắt cỏ giúp mẹ đi. Hôm nay nhiều việc quá, mẹ làm chắc không xuể được. Nhưng con thấy người cứ mệt mệt làm sao ấy. Mẹ à, nay con muốn ở nhà nghỉ ngơi mẹ à. Xin ông bà rủ lòng thương, tôi còn mẹ già, bệnh nặng. Dương, lại là cậu à? Minh đấy à? Mẹ cậu đã mất mấy năm nay rồi cơ mà. Sao cậu... Cậu nói nhỏ chứ, sao cậu phải khổ sở thế này? Lại còn đi lừa gạt người khác. Chỗ ông chủ tớ làm thuê, đang cần người làm đấy. Cậu có muốn xin việc không? Tớ hỏi giúp cho. Vậy à, thế mỗi tháng được trả bao nhiêu? Được 3 lạng bạc đấy. Vậy thì thôi, tớ ngồi ở đây 1 tuần cũng dư 3 lạng. Nhưng mà cậu còn trẻ, còn có sức khỏe, nên kiếm việc gì đó làm kế sinh nhai. Ăn xin thế này khác nào sống bám người khác chứ. Kệ tớ đi, bỏ việc nhẹ đi làm việc nặng, bỏ việc nhiều tiền đi làm việc ít tiền hơn hả? Tớ chả dạy đâu. Xin các ông các bà rủ lòng thương. Quái lạ, hôm nay làm sao vậy ta? Mình ngồi từ sáng tới giờ, cũng chẳng ít người qua lại, mà chẳng có ai cho lấy một xu. Hay là chỉ có mỗi thằng Minh là biết hoàn cảnh thật của mình? Chắc chắn là thằng Minh đã nói với mọi người mình lừa họ để ăn xin. Anh em nói khố với nhau mà hai mình mất chỗ kiếm cơm, thật quá đáng mà. Phải đi nơi khác xin ăn thôi, đã mấy ngày rồi chẳng có gì vào bụng. Là vàng thật. Mình giàu to rồi. Chàng trai kia, cớ sao dám ngang nhiên lấy vàng của ta? Ông là... Ta chính là thần cai quản núi vàng này. Người dám cả gan lấy trộm vàng của ta, ta sẽ dẫn người về chịu tội. Cầu xin thần hãy tha cho con. Con chỉ là một tên ăn mày, không làm hại ai bao giờ. Nhưng đã mấy ngày rồi mà không có ai cho con lấy một miếng ăn. Con đã lâm vào bước đường cùng rồi, cho nên mới... Người trong thiên hạ nhìn thấy một người rách rưới, chỉ xin hạt cơm vương vãi mà cũng không động lòng thương sao? Đúng vậy ạ. Con không dám sai nửa lời. Con xin người hãy rủ lòng thương mà tha cho con đi. Thôi được, nếu ta giúp người có cuộc sống giàu sang ấm no, thì người sẽ sống như thế nào? Nếu con được giàu sang ấm no, con xin thề, con sẽ chia sẻ với những người không may khốn khó. Con sẽ lấy lòng nhân đạo mà đối xử với người. Vậy được, ta ban cho người túi vàng này. Nếu trái lời thề, ngươi sẽ phải hóa thành một loài côn trùng sâu bọ. Dạ, con xin đổi ơn người. Hóa ra không phải mơ mà là thật. Vàng thật đấy rồi. Dạ, mời ông rửa tay rồi vào dùng bữa ạ. Được, cuộc sống giàu sang thật là sung sướng. Năm xưa chính nó đã đẩy mình vào con đường cùng cực, thù này không thể không báo. Nhớ phải đánh mạnh tay vào đấy. Dạ, chúng tôi biết rồi ạ. Đáng đời nhà ngươi. Dạ bẩm ông, ngoài kia có một tên ăn mày đến xin ăn ạ. Lại ăn xin? Ta có phải là một cái kho thóc đâu mà suốt ngày đi bố thí. Đuổi ngay cho ta. Vâng ạ. Ông đi ngay đi, kẻo ông chủ tôi nổi giận lại không hay đâu đó. Đi đi. Lão xin anh, cho lão một chút cơm thừa thôi cũng được mà. Lão này đi thật. Tống cổ lão ra. Nào,
biến mau đi. Nhà ngươi đối xử với bạn bè thì bất nghĩa, đối xử với người nghèo thì bất nhân. Ngươi còn nhớ lời thề năm xưa không? Con xin người hãy tha cho con lần này. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu. À! Chàng trai tên Dương chết đi, biến thành con kiến ngày ngày đào bới tìm đồ ăn rơi vãi của loài người. Người ta gọi đó là kiến Dương. Em à, nhìn em mệt mỏi quá. Chắc em vừa sinh con xong nên như vậy. Nghỉ ngơi mấy hôm là em khỏe ngày ấy mà. Em ở nhà nghỉ ngơi cho mau hồi phục. Để anh đi kiếm thức ăn về cho em bồi bổ nha. Anh đi cẩn thận, rồi về sớm với mẹ con em nha. Ừ. Chà, những viên trứng cá ngon lành. À, trời ơi, cái con của tôi. À, không. À, con ơi, các con ơi. Hả? Em ơi, hôm nay anh kiếm được nhiều thức ăn lắm. Hả? Em ơi, có chuyện gì vậy? Sao em lại ra nông nổi này? Vừa rồi anh đi vắng, lão cá khổng lồ đã đến định ăn thịt các con. May mà em cứu các con kịp, chứ không thì hắn không chui vào được nên đâm mạnh vào nhà, làm nhà chúng ta chao đảo. Các con cứ thế mà trôi ra gần miệng hắn. Anh à, em sợ quá. Đúng là lão cá già gian ác. Em đừng sợ, để anh nghĩ cách bảo vệ các con. Bắt cua ơi, bắt cua. Chìa voi đến chơi đấy à. Bắt cua ơi, vợ chồng em mấy năm nay mới sinh được một bọc trứng mà lại bị kẻ thù hãm hại. Xin bác hãy giúp chúng em. Tôi giúp gì được cho vợ chồng chú? Da bụng em rất dày, bác giúp em khoét da bụng ra thành một cái túi để em bọc con được không? Chú muốn tôi khoét da bụng chú ra ư? Đúng vậy. Chú có lường trước được hậu quả không đấy? Tôi nói trước là vô cùng đau đớn, mà xưa nay tôi chưa khoét bụng cho ai bao giờ. Nếu không cẩn thận sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng chú. Chú hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Xin bác hãy khoét da của tôi, vì các con của mình đau thế nào tôi cũng chịu đựng được. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng tôi đã cảnh báo rồi đó, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Dạ, xin bác làm ngay cho. À, à. Chú có chịu đựng được không? Tôi chịu được, xin bác hãy khoét tiếp đi. Được. Xong rồi đấy. Cảm ơn bác cua. Trời ơi, chú chìa voi, chú chìa voi. Các con yêu của ta, từ nay ta sẽ luôn mang các con bên mình, che chở cho các con, bảo vệ các con. Cảm ơn anh, nếu anh không chịu đau đớn thì sinh thân mình thì có lẽ các con không được an tâm, khỏe mạnh như bây giờ. Làm cha mẹ, chúng ta có thể làm tất cả vì những đứa con em ạ. Nỗi oan chim lợn. Thấy hai đứa nhà quê đứng sau chúng mình không? Tưởng ai, vợ chồng chim lợn
Gớm, năm nay chúng nó mới được lên dự tiệc. Tránh xa chúng nó ra, kẻo rước họa vào thân đấy. Người ta nhìn mình lạ lắm. Lần đầu được mời tiệc, nên người ta thấy lạ thôi ấy mà. Mình để ý làm gì? Ta rất vui khi chúng chim tụ họp đầy đủ ngày hôm nay. Và ta sẽ công bố loài chim xứng đáng với danh hiệu loài chim của năm vì sự cố gắng trong việc giúp đỡ con người. Năm nay, nhà mình sẽ đoạt giải cho xem. Ai? Ai dám tranh vị trí oai hùng nhất của ta? Con người luôn coi ta là biểu tượng của sự hùng mạnh. Năm nay, có một gia đình đã làm nhiều việc khiến ta hài lòng và muốn khen thưởng. Là ai vậy nhỉ? Không biết ai nữa. Chim lợn ư? Sao lại thế? Ngọc Hoàng, người có biết loài chim lợn này là kẻ chuyên đi mách lẻo và nói xấu người khác không ạ? À? Dạ, đúng rồi thưa Ngọc Hoàng. Chúng tôi không phải người chuyên nói xấu người khác. Ngọc Hoàng ơi, an uổng quá. Dạ, thưa Ngọc Hoàng, từ trước đến nay, loài chim lợn này là kẻ mang lại toàn điều xui xẻo cho người khác thôi mà. Ta đưa ra quyết định dựa trên sổ ghi công của thiên đình, tuyệt đối công bằng. Các người còn không phục hay sao? Chúng thần không dám ạ. Vợ chồng chim lợn, hãy lên nhận phần thưởng của ta đi. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Chắc là Ngọc Hoàng nhầm lẫn rồi. Nghe nói là loài chim lợn này là kẻ mang đến cái chết cho người gác miếu dưới chân núi chim đấy. Thật đáng ghét. Chúng ta phải cho tất cả muôn loài và con người biết sự thật này. Đúng vậy, chúng mình phải chia nhau ra. Anh bay theo hướng Bắc, còn tôi sẽ lần theo hướng Nam. Hãy kêu en ét là người thăng thiên. Hãy kêu en ét là người thăng thiên. Mau đuổi ngay lũ chim xui xẻo này. Chúng mình làm sao mà sống ở đây được nữa? Mang tiếng xấu như này thì con mình sinh ra cũng khổ, chi bằng chúng mình trốn đi thật xa. Sao năm nay chuột hoành hành quá, mùa màng năm nay không đủ để ăn nữa. Gọi Phượng Hoàng vào đây cho ta. Có chuyện quan trọng, ngươi hãy mau triệu tập muôn loài chim đến đây ngay. Không hiểu sao Ngọc Hoàng lại gọi sớm vậy. Năm trước ta khen thưởng cặp đôi chim lợn về việc giúp người dân bảo vệ mùa màng khỏi chuột hoành hành. Vậy mà chưa hết năm thì đã thế này rồi. Chim lợn đâu? Dạ thưa, thần đã đi tìm mà không thấy gia đình chim lợn đâu ạ. Ai trong số các ngươi biết chuyện gì đã xảy ra với chim lợn? Dạ, chúng thần đã loan tin để con người tránh xa loài chim xui xẻo. Con người đã tích cực đánh đuổi, nên chắc chắn chim lợn không bao giờ dám quay lại nữa. Thật là một tai họa. Các ngươi hãy nhìn vào tấm gương kia. Các người có hiểu tại sao ta lại khen cho gia đình chim lợn rồi chứ? Nhưng các người hãy nhìn xem. Chúng thần sai rồi. Vì ghen ghét đố kỵ với chim lợn mà không hiểu lý do vì sao Ngọc Hoàng lựa chọn họ. Nhưng việc chim lợn mang đến những cái chết là có thật đó Ngọc Hoàng ơi. Các người lại không hiểu hết việc sống chết là việc của tự nhiên hay sao? Chim lợn không kêu thì người vẫn mất. Cũng có khác gì chuyện gà không gáy mà trời vẫn sáng sao? Ta sẽ cho các người cơ hội. Hãy đến ngọn núi xa phía tây, nơi có nhiều mỏm đá. Đưa chim lợn về đây cho ta. Hiểu lầm vợ chồng anh. Vậy mà anh chị không oán trách sao? Giờ thì mọi người đã hiểu được nỗi oan của chúng tôi. Chúng tôi vui mừng chưa hết. Oán trách gì nữa chứ? Cảm ơn anh. Vợ chồng anh không chỉ tốt bụng mà còn bao dung độ lượng. Chúng ta về thôi.
chim chu tước. Thuở còn hồng hoang, khi mùa đông sắp về, ấy là lúc muôn thú khắp nơi thường kéo nhau đi tìm đến chỗ thần lửa trú ngủ để cùng nhau sưởi ấm. Ôi, ấm quá là ấm đi. Thật tuyệt khi trái đất có một nơi ấm áp cho chúng ta sưởi ấm. Chúng ta cùng nhảy múa đi. Ừ, hay đấy. La 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 la. Thế rồi một năm nọ, tuyết rơi. Lạnh quá đi mất. Cậu xây ra một chút đi, thân hình cậu to xồ xề, ngồi choáng hết của mọi người còn đâu. Này, cậu đừng ủi thế, để tớ sưởi với chứ. Lạnh quá, hy vọng mùa đông sẽ chóng kết thúc. Các bạn cho tớ cùng sưởi với. Ừ, lại đây cùng sưởi nào. Lo gì chứ, không lâu nữa mùa đông sẽ kết thúc thôi. Ờ, có chỗ nóng ấm đây rồi lo gì. Này, cái gì đằng kia thế nhỉ? Ôi, hình như là bão tuyết. Ôi, a! Hình như ngọn lửa đang bị thổi tắt dần. Làm sao bây giờ? Muôn loài ơi. Ôi, là thần lửa phải không ạ? À? Ta không thể cầm cự nổi nữa. Xem chừng không thể tiếp tục duy trì ngọn lửa này rồi. Ta cần tiếp thêm sức, cần một trái tim quả cảm của ai đó để gắn gượng trước khi bị bão tuyết dập tắt hoàn toàn. Ai? Ai sẽ là người tế sinh đây? Nào, ai đó hãy vào làm việc này vì mọi người đi. Này Ma Mốt, thân hình cậu to thế, cậu hãy là người tế sinh đi. Chắc chắn ngọn lửa sẽ bùng cháy, sẽ rất to, mọi người sẽ biết ơn cậu. Ta có bộ da dày, ta không sợ bão tuyết. Nếu lửa có tắt, ai muốn trú thân thì đến bên ta mà nấp vào người của ta sẽ không sao cả. Trời ơi, có ai đó hãy mau nhận sứ mệnh này đi, nếu không ngọn lửa sẽ tắt mất. À, Linh Dương, hay là cậu? Sao lại là tớ chứ? Cậu không chịu tế sinh đi mà còn đùn đẩy cho người khác thế nhỉ? Cọp nanh dài. Ồ, không đời nào nhé. Với sức mạnh và thể lực như bọn ta thì chả việc gì phải sợ. Ôi! Ôi! Nhanh lên, ngọn lửa sắp tắt mất rồi. Làm ơn đi, ai đó hãy nhận hiến mình cho ngọn lửa đi. Nếu không tất cả sẽ mãi mãi chìm trong băng giá. Ôi không, ngọn lửa đang tắt rồi. Ngọn lửa sắp tắt rồi, không ai dám hy sinh cả. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình thì muôn loài sẽ chết công hết. Thế thì không được. Chú Tước ơi, mi có dám không? Hãy vì muôn loài tiếp theo sức mạnh cho thần lửa nào. Ôi, chú chim nhỏ bé nhưng có trái tim thật nhân hậu, dám hy sinh sự sống của mình cho muôn loài. Từ đấy về sau, Chu Tước là tên dùng để chỉ về loài chim phụng hoàng lửa bất diệt này. Cũng từ đấy về sau, xuất hiện thành ngữ chim sẻ hóa phụng hoàng là vậy. Chú voi của thần Indra. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một anh nông dân hiền lành sở hữu cả cánh đồng mía rộng lớn. Xin chào. Cho đến một ngày kia. Sao thế này? Ai? Ai đã lấy mía của tôi? Bao nhiêu công chăm bón mà bị trộm mất cả khóm to thế này. Ai mà lại quá đáng thế cơ chứ? Này anh bạn, làm việc cật lực quá, qua đêm mà thu hoạch hết nửa cánh đồng mía rồi. Cái gì? Nửa cánh đồng ư?
không thể nào. Trời ơi, sao có một đêm mà sao lại ra nông nổi này? Không thể để yên được, quân ăn cắp, phá hoại. Đêm nay ta sẽ thức trắng chờ các người. Số tôi sao lận đận thế này? Được hôm thức canh thì tên trộm mía không xuất đầu lộ diện. Bực thật. Cái gì thế nhỉ? Trời ơi, một con voi biết bay. Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Thì ra chính nó là thủ phạm. Bao công sức chăm bẩm của ta. Con voi ma quỷ, đồ đáng ghét, dám phá đồng mía của ta. Ta không tha cho mi đâu. Bắt được mày rồi, con voi đáng ghét. Trời ơi, mi bay đi đâu thế? Dừng lại đi, dừng lại. Cho ta xuống. Dừng lại. Trời ơi, mình đang ở đâu thế này? Wow, đẹp thật đấy. Đây đúng là tiên cảnh. Mình đang ở trên thiên đường. Cái gì thế nhỉ? Ôi, thần Indra. Quân tàu thần Indra đáng kính. Con voi thần của ngài mấy đêm nay đều xuống ăn bao nhiêu mía nhà tôi. Vất vả lắm mới chăm bẩm được tốt tươi. Giờ mất hết rồi, ngài bảo tôi phải làm sao đây? Ta thành thực xin lỗi về chuyện này. Ngươi có thể mang bất cứ thứ gì ngươi thích về hạ giới. Ta hứa con voi đó sẽ không bao giờ xuống làm phiền ngươi nữa. Đội ơn ngài. Trời ơi, thật quá sức tưởng tượng. Chỗ này về sẽ mua thêm được nhiều đất để trồng mía. Tuyệt quá. Về nhà rồi. Thật kỳ diệu, bao đá quý vẫn còn đây. Mình không mơ. Mọi người vào chơi xơi nước, thăm nhà luôn đi. Chà, cơ ngơi to đẹp quá. Có mối làm ăn buôn bán nào thì mách anh em với chứ. Mình thật là đừng có kể với cái phường gian xảo ấy, kể lão. Không đâu mình, làng xóm với nhau có phúc cùng hưởng chứ mình. Hôm nay mời bà con đến đây chơi, thú thật là có câu chuyện này tôi muốn chia sẻ cho mọi người. Thần Indra, chính thần Indra đã mang may mắn này cho tôi. Thần Indra ư? Là sao? Chúng tôi không hiểu. À, là thế này. Đúng là chuyện hảo huyền. Cậu định lừa ai chứ? Muốn giấu mối làm ăn thì cứ việc. Bọn này cũng chẳng cần. Thôi, ta về đi bà con. Tôi đã bảo mình rồi mà. Kể với cái lão ấy làm gì? Người ta cũng đâu có tin mình đâu. Tên này trước nay thật thà. Có khi nào nó nói thật không nhỉ? Tự nhiên sao vào lên trông thấy. Lẽ nào nó được lên trời thật. Đêm nay mình cũng phải canh thử mía xem sao mới được. Nó đến rồi, chuẩn bị nhé. Lên rồi, ta sắp đổi đời rồi. Ta sẽ lấy đá quý trang sức và vải quý. Thần Indra có rất nhiều vàng bạc, phải lấy vàng nhớ chưa? Hoặc ta sẽ sống luôn ở đó không về, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Tiếc quá, bất cẩn một chút mà tụt cả tay. Nhưng mà không sao, ngày mai con voi sẽ trở lại, chúng ta sẽ phục thù. Voi thần, để ta ban cho ngươi một cánh đồng mía không bao giờ vơi trên thiên đường. Đừng xuống hạ giới mở đường cho những kẻ tham lam lười biếng nữa. Chúng sẽ nhận được một bài học thích đáng. Từ hôm đó, đêm nối ngày qua đi, họ cứ chờ mãi mà không bao giờ gặp lại voi thần nữa. Cổ xe mặt trời. Mặt trời đẹp quá. Đã đến giờ cha điều khiển cổ xe mặt trời đi khắp thế gian rồi. Phai Tông, sao con chưa chuẩn bị đi học lại ra đây ngồi làm gì vậy? Con đi ngắm bình minh. Cha vừa điều khiển cổ xe mặt trời qua đây mẹ ạ. À, được rồi, giờ con phải về chuẩn bị đến lớp, không muộn bây giờ. Con không muốn tới lớp. Hôm qua thầy giáo đã phạt con phải đứng ngoài hành lang và phải xin lỗi các bạn. Có chuyện gì vậy? Chả lẽ con làm gì sai sao? Con chỉ nói với các bạn, cha con là thần mặt trời Helios vĩ đại. Nhưng các bạn một mực không tin, lại còn chế giễu con, nên con mới ra tay đánh lại đó chứ. Nhưng mẹ ơi,
tại sao chẳng bao giờ cha xuống thăm mẹ con mình cả? Chúng ta thuộc về thế giới các vị thần, nơi đó có rất nhiều luật lệ mà con chưa hiểu được. Cha của con mang bên mình dòng ánh sáng chói lòa, quá rực rỡ. Nếu cha con xuống đây, mọi vật sẽ bị thiêu đốt mất. Vậy con muốn lên thăm cha. Được, con yêu ạ. Nhưng con phải đợi đến khi con 18 tuổi, con mới có đủ sức mạnh để trèo lên đỉnh Olympus, nơi các vị thần trị vì. Mẹ hứa nha, đến lúc đó con sẽ gặp được cha. Mẹ hứa, giờ thì chúng ta đi thôi. Khi nào lớn lên, nhất định mình sẽ xin cha được điều khiển cỗ xe mặt trời. 18 năm sau. Con hãy nhớ lời mẹ dặn, phải tuyệt đối nghe lời cha của con và cư xử cho phải phép. Vâng, con nhớ rồi, con là con của thần mặt trời kia mà. Thôi, thưa mẹ con đi. Kia rồi, chỉ một chút nữa thôi. Đây chính là đỉnh Olympus, nơi các vị thần ngự trị đây rồi. Con là Phê Tông phải không? Nào, lại đây chàng trai, cho ta được nhìn con rõ hơn. Thưa ánh sáng của thế gian, vị thần Helios, cha, tại sao cha không bao giờ xuống thăm con, dù chỉ một lần? Ta hiểu, đó là sự thiệt thòi rất lớn của con, nhưng con thấy đó, ta không thể nào rời khỏi ngọn núi Olympus khi chưa có sự cho phép của thực giới. Ngày ngày, ta vẫn dõi theo con, và vui mừng khi con lớn lên từng ngày, và trở thành một chàng trai mạnh khỏe và to lớn như vậy. Cha làm chủ cung điện nguy nga này ư? Thế còn quyền năng của cha thì sao? Cha có thể ban cho con một đặc ân không thưa cha? Tất nhiên rồi, không có gì mà vị thần tối thượng như ta lại không làm được. Nào, nói đi con trai của ta. Con chỉ xin cha được một lần điều khiển cỗ xe mặt trời. Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy con là con của thần Helios vĩ đại. Những lời của con thật là hấp tấp. Ta ước giá ta có thể rút lại lời hứa của mình. Ta phải thừa nhận với con rằng ta sẽ chỉ từ chối con điều này mà thôi, bởi vì điều đó là tốt cho con. Phê Tông, con đã ao ước một điều quá lớn, một điều không phù hợp với sức mạnh của con. Không ai ngoài ta có quyền năng điều khiển cỗ xe mặt trời. Thậm chí, ngay cả chúa tể của đỉnh Olympus, thần Zeus, với quyền năng sấm sét đáng sợ, cũng không thể điều khiển được nó. Thưa cha, con có sức mạnh, đôi bàn tay to khỏe này có thể điều khiển được cỗ xe đó. Con là con của thần mặt trời, không có điều gì mà con không làm được cả. Hơn nữa, con chỉ xin cha có một lần thôi. Không thể đâu con. Hằng ngày, ta phải điều khiển cỗ xe đó với những con ngựa vô cùng dữ dằn. Lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Ta phải luôn đảm bảo rằng mình chạy ở giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Con chưa có đủ sức mạnh để làm được điều này. Hãy chờ thêm thời gian. Hãy chờ, con đã chờ 18 năm rồi. Cha còn muốn con đợi bao lâu nữa? Cha thật sự không hề yêu thương con. Hãy chăm sóc thằng bé chu đáo nhất. Nó cứng đầu và quyết liệt giống y như ta hồi còn trẻ vậy. Thật là một tác phẩm tuyệt mỹ. Tại sao ai cũng bảo ta không đủ sức mạnh chứ? Ta có thừa, chưa thử thì không thể biết được. Trời ơi, Phê Tôn, con đang làm cái gì vậy? Cha thấy không, lũ ngựa rất nghe lời con. Việc điều khiển cỗ xe này chả có gì khó khăn cả. Con có thể làm được rất tốt. Nếu con vẫn còn có thể nghe lời cha dặn, chàng trai, hãy gò cương thật chặt, lũ ngựa sẽ chạy theo con đường đã định. Đừng buông lơi, con phải luôn đảm bảo rằng mình chạy giữa trời và đất, đừng để mặt đất nóng quá, cũng đừng đưa ngọn lửa thiêu đốt tới thiên đàng. Sao cỗ xe mặt trời lại đi qua lãnh địa này? Những đám mây không chịu nổi sức nóng đã biến mất. Có chuyện gì với thần Helios vậy? Trời ơi,
mình đã gây họa rồi. Giá như mình kịp nghe theo lời khuyên can của cha, thay vì tính hiếu thắng và kiêu ngạo này. Xin thần giới quyền năng hãy cứu lấy thế gian này. Phê Tông, ngươi từng là con trai của thần Helios, nhưng ta cũng không thể tha thứ cho tội lỗi quá nghiêm trọng mà ngươi vừa gây ra. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt. Chỉ vì lòng kiêu ngạo và hiếu kỳ mà chàng trai Phê Tông đã mang bao tai họa đến cho con người thế gian và các vị thần trên đỉnh Olympus. Vì thế, mặc dù là con trai của thần mặt trời Helios, nhưng Phê Tông vẫn không tránh khỏi một kết cục bi thảm.